Sau bằng Nhật xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng máy lạnh một cục phục vụ các bác nhé. Ở trên hình các bác là một con máy lạnh một cục của hãng Corona. Chiếc máy chạy cực êm, mát sâu, khỏe. Hình thức con này thì cực đẹp ạ. Đây là toàn bộ những cái con máy trong cái lô hàng em nhập chọn về, hình thức vỏ nguyên bản các bác nhé. Vỏ nguyên bản trắng đẹp. Để máy điều hòa một cục mà được những cái con đẹp như này thì cũng không có nhiều đâu ạ. Nó về đa số hình thức rất là xấu, con này hình thức rất là đẹp luôn. Độ lạnh hiện tại em đang test chạy ổn định là vào khoảng 14,5 độ C các bác nhé, chạy ổn định rồi đấy ạ. Chiếc này em bán là 3,8 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng 1000 trong 1, bảo hành 6 tháng. Chiếc này mã số 6 các bác nhé. Đấy, rất phù hợp cho các bác dùng cho các cái không gian chật hẹp, những cái không gian mà các bác không lắp được cục nóng, rồi các bác dùng đi phượt làm mát lều trong các cái công trường, phòng trọ, các bạn học sinh sinh viên ở trọ rất là nóng đấy, muốn mua một chiếc điều hòa giá rẻ kinh tế thì các bác làm con này cho các cháu sinh viên đi học rất là tiện, không cần lắp đặt gì cả, cứ cắm điện là chạy mát thôi. Các bác lưu ý là máy chạy điện 100V nhé, giá 3,8 triệu chưa bao gồm biến áp đâu, biến áp của nó là 500.000 để chạy được. Đây là cái mặt khu vực giàn lạnh các bạn này. Đấy nhé. Đây là cái khe để thổi khí lạnh ra. Khe này nó cửa là cửa cơ các bạn nhá, chứ không phải cửa điện đâu ạ. Đây, giàn con này như mới luôn này các bạn này. Giàn nhôm của hãng Corona thì nó sẽ màu nguyên nhôm như này nhá. Đây là cái tản nhiệt nhôm này, còn đây toàn bộ là ống đồng nhá. À, riêng tất cả máy của Nhật thì các ống này đều là ống đồng hết. Con này giàn thì cực đẹp luôn. Chạy mát sâu, lạnh êm. Máy có hệ thống tự động tưới tiêu nước, tức là nước của giàn lạnh ra là không cần phải dòng ống để thoát đâu ạ, mà máy nó sẽ tự thoát luôn, tự tưới lên giàn giàn lạnh các bạn, à giàn nóng để làm bay hơi nước luôn. Đây coi nhé, con này, ơi giàn nóng đẹp như mới luôn. Đây là khe thổi khí nóng này, các bác lắp đặt thì phải bố trí cái đường thoát khí nóng ra cho nó nhá. Đây các bạn nhìn, đây, hiện tại là đang té nước đây này, đây có một cái quạt té nước, nước sẽ của giàn lạnh ra cái khay đứng ở đây và té lên giàn nóng. Đấy, trong cái giàn này đang nóng thì nó có cái nước lạnh thì nó vào làm mát giàn, làm tăng hiệu suất làm lạnh luôn và tiêu luôn cái nước đi, cho nên là không cần phải đường thoát nước các bác nhé. Con chạy rất là êm, mát sâu, khỏe. Về cái dòng máy này thì nó rất là tiết kiệm điện ạ. Công suất của nó các bác chạy đây có 625W thôi ạ. Ga 410A, nặng 21 kg, năm sản xuất con này là 2015 các bác nhé. Một con máy cực đẹp, các bác nào có nhu cầu chốt các bác liên hệ nhé. Máy đẹp, giá tốt, chào các bác.